Hello, chào cả nhà thân yêu nhá. Hôm nay anh em tôi đang ở Đại Kinh Thành Huế. Đấy. Được em Tiến Hoàng Tiền cùng anh em Huế là đón tiếp rất là tình cảm. Đấy. Em Tiến chuẩn bị lên thầy nhá cả nhà nhá. À bây giờ gọi là thầy Tiến. Thầy Tiến. Đó. Bây giờ gọi thầy Tiến. Đi đi. Đấy cả nhà. Xin chào cả nhà yêu, chào Hùng Bùi Duy nhá. Con ơi, con. Ra bên này mà. Đi đây. Đây đây. Tạp hóa bên này đi vào. Con này nó đông xịt này. Gì thế? Nó tiến lên nhảy vào đây à? Tắc 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 vào nào tắc. À. Sao lại tạp tạp vào đây được? Còn đây là em Dung, gọi là Dung bông bông, ở Dung bông. Anh Dung bông nha. Rồi, tối đấy nhở? Ừ. Đây là cô gái bí ẩn, Huế, cả nhà nhá. Bây giờ nó vào 4-500 năm rồi. Kinh nhờ, đúc ra cái. Hiền Vương, Nguyễn Phúc Tần, năm 1648. Đây lạ lắm ấy. Đến 1687. À, 6 bao nhiêu bây giờ? 2000 kiểu. Cái này còn đến 1000 năm nữa chả? Băng đồng à? Đồng xịt luôn rồi. Đang livestream. Ờ, chú Rang. Ừ, ngoan lắm. Tuyệt vời luôn. Chào cả nhà nhá. Rồi ok. Thì cả nhà nhìn cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái này gọi là cái gì? Cái lồi đồng hay cái gì anh? Cái bạc. À bạc. Bạc là ngày xưa là để làm gì anh? Nấu cái gì, nói chung là kiểu như kiểu triều đình đông người để cho cái như ngày xưa mà cho bọn cha tấn cái bạc. À đấy à. Xong đun lên à. Bạc dầu. Ok. Đây khoảng 4-500 năm rồi. Kinh à. Đây này 1626 bao nhiêu niên đại đấy, 1626 bạc đồng. 1466 kg. Đây là 1662. 1662 16 mà. À trọng lượng này là 2425 cân đây này anh này. Đấy. 1466 cân đấy. Ờ đấy, ờ. Đấy cả nhà đẹp lắm. Kinh to nhỉ. Này em nhảy vào anh. Đây là em Vũ Công. Đây mình sẽ quay cho cả nhà xem những cái mà những ai mà đã chưa từng được đi sẽ biết trước một tí nhá. Đấy. Đây là Vũ Tuấn Anh, à, đẹp trai, khoai to. À, em Tùng Giang à, năm nay à. Hello em nhá. Chào anh nhá. Bye, chào anh nhá. Đây, đi. Đây, cả đại ca đây, rồi, chào đại ca con này. Chào mọi người nhá. Em chào anh Giang nhá. Tống Giang, Tống Giang. Vâng rồi, chúc các ạ. Dạ vâng ạ, em chúc anh ra sức khỏe ạ. Ờ, ok, em nhớ. Dạ vâng ạ. Chú đang ở đâu đấy? Em đang ở gần nhà anh Giang ạ. À, đấy à. Mà anh Giang với cả anh Dũng đi đâu đông đấy hả? Anh Giang với anh Dũng đi đâu mà đông đấy? À, anh em nhà mình đi Đại Nội Kinh Thành Huế xong thì lịch trình thì còn xong rồi vào Đà Nẵng rồi. Đi biển đi hết cái thứ nữa. Ờ, mới lơi. Vui quá anh Giai ạ. Ờ, đấy. Em nhớ anh Giai lắm rồi, không biết bao giờ gặp. Ờ, anh cũng thế. Anh nhớ chú lắm rồi, anh em mình là có dịp vào ở bên nhau. Dạ vào vài bữa nữa đấy mà rảnh bọn em vào thăm anh nhá. Ờ, ok. Thế em đi ăn cơm đi, em chúc anh các anh vừa đi chơi vui vẻ nhá. Anh cảm ơn nhá. Rồi. Vâng. Chúc em sức khỏe. Chào anh. Vâng. Đấy, vâng. Cảm ơn. Vâng.
Ok em, ok em nhá. Dạ vâng. Dạ vâng. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả anh em thân yêu. Chào tất cả anh em nhà mình nhá. Tiến à, tiến vào à. Mặc đồ này à. Anh Dũng mặc à? Không. Anh Dũng không mặc đâu, anh không bao giờ mặc đâu. Mặc làm vua. Nếu em là nữ hoàng, anh xin gì thì em sẽ ban cho. Nhưng nói trước không nhường ngôi đâu nhé. À không. Mất bạn rồi. Trung ơi, mày cút con mẹ đi nhanh nhá. Anh em tao làm sao cho mày hiểu được. Mày danh con mày. Đẹp đọc con áo. Ôi, cấm nó đi. Thằng mất dạy nói chuyện đéo. Nói chuyện người tử tế đàng hoàng. Đi về 30 phút mày ăn. Mày. Chúng ta vào đây nói chuyện đàng hoàng về văn hóa lịch sử. Ai chào mình chào lại đó, lịch sự đàng hoàng. Và cái thành phần ối rồi ôi, vào mẹ cứ đi vào Facebook rồi vào người ta xem rong rồi nói linh tinh các bạn, vô văn hóa bất lịch sự. Nhà không người dạy vào đây, mẹ là người ta không đưa động chạm với mình bao giờ đừng động chạm với những người khác. Đó là tối thiểu lịch sự. Ôi xin lỗi cả nhà nhá. Anh cảm ơn anh chào Nguyễn Đức nhá. Chào anh Tuấn Sói nhá. Ok, chào em Xuân Lam nhá. Thế anh em nhà mình chào nhau thì cho nó chuẩn đúng không? Cho nó ok, tôn trọng nhau về xã hội về được ăn được học văn minh rồi. Ăn nói nó những lời hay ý đẹp không nói được ra thì thôi lướt bỏ luôn đừng vào xem làm gì đúng không? Cả nhà. Vâng, em chào anh Bùi Trung Hiếu. Chào anh của em nhá. Buổi trưa vui vẻ anh. Vâng, em đi qua mấy cả nhà mình đi chụp anh em mười mấy anh em đi mà. Cả anh đang ngồi kia. Cảm ơn anh Tuấn Sói nhá. Em cảm ơn anh. Lịch trình là đi Huế. Ở Huế về 3 ngày rồi, bây giờ lịch trình là đi tắm biển, xong bắt đầu rồi là đi vào trong Đà Nẵng, xong tiếp đấy.
Vâng, đây chào Lưu Gia Ngọc nhá. Cảm ơn anh chú sói. Anh chấp béo cái thằng những mấy cái thằng danh con vô văn hóa ấy, và nói chuyện đàng hoàng, mình chửi chửi nó, mình bằng nó, anh bỏ đi anh, tôi nói với anh em nhà mình lớn đàng hoàng rồi, mình trực tiếp những người anh em là nó có văn hóa lịch sự đàng hoàng thôi anh ạ. Ai chào mình chào lại, mạng yếu lắm à, thế thôi nhá, chào cả nhà nhá, trong này chắc là nhiều người sử dụng mạng nên là nó hơi yếu. Chúc cả nhà yêu buổi trưa vui vẻ nhá, chào cả nhà. Bye-bye, Dad.